Thông tin ban đầu thì anh Phan Ngọc Vĩ sinh năm 2000, trú xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, điều khiển xe máy chở thị Đặng Thị Thanh Ly, sinh năm 1988, trú thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Tam Kỳ, Đà Nẵng. Khi đi đến km 986+100, đoạn thuộc thôn An Thọ, xã Tam An, anh Vĩ tăng tốc độ để vượt xe tải biển kiểm soát 92C05503 do tài xế Nguyễn Tấn Vương, sinh năm 1981, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Lúc này, váy chống nắng của chị Ly bất ngờ bị cuốn vào xe máy, làm xe ngã ra đường. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên tài xế xe tải không kịp xử lý, khiến xe máy cùng anh Vĩ bị cuốn vào gầm xe tải và tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Ly bị văng ra và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng đa chấn thương. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường và thu thập thông tin.